Và xin chào tất cả các bạn, xin chào bà con. Thì hôm nay quay trở lại với chủ đề con dế các bạn. Thì sau cái tình hình mưa lũ ở chỗ Hợp, thì ở trại thì Hợp cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều. Thì Hợp cũng có quay clip chia sẻ với các bạn rồi. Và ở trên nhà Hợp có nuôi dế thì nó cũng bị ảnh hưởng các bạn. Thì do là cái khu vực cái trước này là Hợp tận dụng cái hiên, cái sân có mái che này để mà làm nuôi dế, cho nên là cái phía trước này nó không có che chắn gì hết, mà nó cho nên là khi mà nó mưa thì nó tạt gió vô vô nước như thế này ra các bạn. Như cái chuồng này là coi như là tọt luôn các bạn đó, vô nước nó nặng quá nó tọt luôn đó. Thì Hợp cũng đã dùng bạt để mà che phủ đó. Nói chung là nó tạt vô tới trong này các bạn, hầu như là thiệt hại hết 4-5 chuồng dế gì đó, tức là nó cái vị giấy này nó rã ra luôn, nó mềm đi. Và cái này chuồng nó bị ẩm các bạn, ẩm ra nước luôn á các bạn thấy không. Thì cách chúng ta khắc phục là bây giờ chúng ta phải tiến hành dọn chuồng các bạn đó. Dọn chuồng và sang ra một cái chuồng mới nó khô ráo hơn. Thì chính vì thế cho nên là Hợp gom 2-3 chuồng vô một cái chuồng các bạn đó. Thì thì việc gom như vậy thì nó rất là chặt chội. Cho nên là Hợp cũng tiện chia sẻ luôn các bạn là cái cách mà chúng ta tăng cái diện tích mà nuôi con dế lên. Thì trước đây là Hợp thường dùng cái vị giấy này, giấy này Hợp gấp đôi lại, tức là bẻ đôi ra để mà nuôi, tức là bẻ đôi ra như thế này để mà nuôi đó. Nhưng mà sau thời gian thì Hợp thấy là nó rất là nhanh rách cái này các bạn. Qua một lứa là hầu như là nó rách, nó rời ra như thế này đây. Nó rời như thế này thì chúng ta khó mà tái sử dụng lại được đó. Cho nên là Hợp chia sẻ với các bạn luôn là cách mà Hợp xếp cái vị giấy theo cái kiểu mới này. Thì Hợp cũng học hỏi theo của mấy anh chị đi trước. Thì Hợp trồng như thế này đó các bạn, trồng nguyên cá như thế này, sau đó là dùng dây buộc xếp vừa cái khoảng cách từ đây cho tới bên này, tức là 1 mét, để mà thả cho nó lọt vào. Thì từ đây cho đến 1 mét, cho đến của bên này 1 mét, thì nó sẽ ra khoảng tầm đâu đó là 22 cái vĩ các bạn, 22 cái vĩ. Thì một chuồng như thế này thì Hợp xếp được là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, khoảng tầm là 220 cái các bạn, 220 cái vĩ. Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 17 đến 18 ký giấy. Cái giấy này là giấy đã qua sử dụng đối với như là người ta dùng vào trứng gà các bạn. Còn mà nếu như mà bị giấy mới thì có thể là 14-15 ký gì đó. Thì các bạn lưu ý về cái việc xếp chuồng. Và khi mà xếp như vậy thì cái diện tích nuôi của chúng ta nó sẽ tăng lên, tăng lên. Thì khi mà nó tăng lên thì chúng ta có thể nuôi ở mật độ dài được. Cái chuồng này thì Hợp đang làm dế thịt các bạn. Thì sau khi mà cho nó nhịn đói xong thì chúng ta tiến hành bỏ mía vào cho nó ăn. Việc mà bỏ mía 100% mía làm thức ăn cho con dế thì nó xử lý cho chúng ta là sạch cái ruột con dế. Thì lúc đó là chúng ta đóng gói bỏ cho cuốn nhậu đó, cung cấp dế thịt cho con người ăn. Thì lúc đó chúng ta không cần phải
làm rụt con dế đó, thì hầu như là con dế nó sẽ đạt được là từ 80 cho đến 90% là con dế nó đã sạch rồi các bạn. Hợp không dám khẳng định là nó sạch hoàn toàn 100%, nhưng mà Hợp nghĩ là con số đó nó sẽ chắc chắn là nó sẽ đạt được đó, khi mà chúng ta cho con dế nó ăn mía. Thì cũng lưu ý luôn các bạn là trong cái mùa mưa gió như thế này thì Hợp khuyên các bạn là chúng ta nên che chắn làm sao cho nó kín để cho nước nó không được tạt vào cái chuồng dế, làm ảnh hưởng đến cái quá trình nuôi của chúng ta, thiệt hại đến cái việc mà chúng ta nuôi đó. Các bạn đã thấy nó nặng nặng đến mức độ mà nó rách luôn cái lưới này các bạn, tức là cái lưới mà lưới đáy này nè các bạn đó, nó rách luôn cái mà dùng cái thép buộc cái da rút này mà nó không chịu nổi đó. Và khi mà cái thời tiết ở quê ở vùng Hợp đang ở thì nó đang chuyển sang cái mùa đông. Cái mùa đông là cái mùa mà làm cho cái việc chăn nuôi của chúng ta nó gặp rất là nhiều cái khó khăn đó. Mùa đông là cái mùa nó ẩm ướt rất là nhiều, rất thuận lợi cho những cái việc như là nấm mốc, những loại vi khuẩn có hại nó sinh sôi nảy nở, nó làm ảnh hưởng cho vật nuôi của chúng ta như là gà, vịt, cút, chim trĩ chẳng hạn đó, dế này các bạn đó. Thì các bạn cũng nên lưu ý chúng ta cố gắng nuôi làm sao để cho nó có hiệu quả, nó đạt được kết quả tốt khi mà mùa đông tới. Còn đây là cái chuồng dế mà Hợp cũng đã gom lại các bạn, cho nên là cái số lượng trong này nó rất là nhiều. Thì do là cái nơi mà người ta bán vị giấy nó chưa có các bạn, tức là nó không nó hết, thì Hợp cũng đỡ làm đỡ một lớp như thế này. Thì cái này thì Hợp gom hai chuồng lại, Hợp bỏ vào trong đây, thì Hợp nghĩ diện tích nó cũng đủ để mà dế nó phát triển, nó sinh sống và phát triển. Thì ngồi thức ăn là bấy lâu nay Hợp đang thử dùng cái bột dịch để mà cho con dế nó ăn các bạn, thì Hợp thấy là nó phát triển cũng khá là tốt, nó cũng tương đương với như cái bột gà thôi. Nhưng mà có được cái là khi mà các bạn dùng bột dịch á, thì cái chi phí nó sẽ rẻ hơn, Hợp nghĩ nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, đâu đó nó sẽ giảm cho chúng ta được 3-4.000 trên một ký. Thì các bạn biết rồi, khi mà chúng ta nuôi số lượng lớn dế là cái chi phí mà nuôi mua bột nó rất là nhiều, mà chúng ta chỉ cần dỗ một ký được vài nghìn thôi thì số tiền nó cũng giảm khá là đáng kể. Hợp cũng mong muốn là tìm ra những cái giải pháp mà nuôi con dế làm sao cho nó thật sự là tiết kiệm cái chi phí nhất có thể, để mà chia sẻ với các bà con và các bạn. Thì Hợp thấy là không biết là có nhiều người Hợp thấy là đa số những anh chị là đều là nuôi bằng bột gà các bạn, nuôi bột gà. Thì Hợp cũng chắc là Hợp nghĩ Hợp thử dùng cái bột dịch này Hợp nuôi thì nó có hiệu quả hay không. Thì Hợp thấy là dế nó ăn cũng khá là tốt. Cái thành phần dinh dưỡng của bột dịch thì nó cũng ngang ngang với bột gà các bạn, 9-10 lần. Nói chung là dịch 9 thì gà 10 đó, nói chung là sắp xỉ như vậy đó. Thì con dịch nó ăn nó phát triển tốt thì nghĩ con dế nó ăn nó phát triển tốt thôi đó. Thì trong video này chia sẻ với các bạn như vậy. Thì ngày hôm nay là ngày 17 tháng 10 các bạn, thì cũng đã miền Trung cũng đang chịu cái ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào. Thì sáng hôm nay thì nó mưa rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nó đang tạnh, thời tiết nó đang tạnh, nó cũng có gió, cho nên là Hợp hy vọng là nó sẽ không có bão.
bão thì mình nghĩ là ở trại hợp nó sẽ không chịu nổi đâu. Còn cái này thì chúng ta dọn gom lại, chúng ta làm phân bón cho cây các bạn. Các bạn thấy không? Nó ướt rất là nhiều, nó rã ra. Thì những cái này thì chúng ta không làm gì được, chỉ có là vứt đi thôi. Còn dế trong này còn sót lại thì Hợp sẽ cho gà ăn dần. Rồi, chia sẻ với các bạn như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc cho các bạn là chăn nuôi thành công trong cái mùa mùa đông này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.